Thưa quý vị, cơn mưa lớn vào tối ngày 25 tháng 10 cộng thêm việc triều cường lên đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Việc này không những ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn khiến cho nhiều diện tích rau màu trên địa bàn thành phố ngập úng. Rau màu còn 3 đến 5 ngày đã đến kỳ thu hoạch phải nhổ bỏ. Hiện tại thành phố Bạc Liêu đang tập trung sổ nước, bơm nước xuyên đêm và thống kê diện tích rau màu bị thiệt hại của người dân để có biện pháp hỗ trợ. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, một trong những xã có diện tích rau màu thiệt hại nhiều nhất. Những rẫy rau màu này thoạt nhìn cứ tưởng là những con sông. Rau màu ngập sâu trong nước và nhiều nơi chỉ còn thấy được đọt rau. Còn đây là một công rưỡi rẫy của gia đình bà Hữu Thị Sết, ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông. Hiện gia đình bà đang nhổ bỏ số rau, chỉ còn 3 đến 5 ngày nữa đã đến kỳ thu hoạch. Công sức của cả gia đình hơn 1 tháng, xới đất, gieo hạt, làm cỏ, chăm sóc, bón phân, nay phải nhổ bỏ thành quả lao động của mình. Cũng thiệt hại nhiều, vì muốn tới nhổ rồi mà nó ấy hết trơn, cỡ 3 5 ngày nữa là thu hoạch rồi, không có được. Mưa một đêm là vậy luôn. Cái này là cô cái số tiền mà mình đầu tư vô cái này là bao nhiêu cô? Hơn 2 triệu đó. Cuốc đất cuốc gì luôn, người mua thuốc mua gì xịt cỏ xịt gì luôn đó, là mình mua hột mua gì đó hơn 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Giờ mấy tháng rồi cái này, mình gieo trồng mấy tháng rồi? Cái này tháng mấy ngày là nhỏ rồi, cái này muốn gần nhỏ còn mấy ngày đã nhỏ rồi đó, mà nó mưa một đám này hết luôn. Để giảm thiệt hại sản xuất đến mức thấp nhất cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông đã chỉ đạo 4 trạm bơm cưỡng bức với 10 máy trên địa bàn bơm nước xuyên đêm. Theo lãnh đạo xã Vĩnh Trạch Đông, hiện tại nước đã rút xuống từ 1,5 đến 2 tấc. Xã đang đẩy mạnh tuyên truyền và giúp người dân thu hoạch số rau màu còn lại. Trong cái giai đoạn hiện nay là trong đợt chiều cường cao nhất thì xã cũng đã chủ động là bơm nước từ các cái trạm bơm trước con nước để sự cố mà nếu như trời mưa cộng với chiều cường dâng thì nó sẽ ảnh hưởng tới diện tích rau màu cây ăn trái của xã. Do đó thì trong cái đợt chiều cường vừa qua thì xã cũng đã bơm cưỡng bức là trước hết 2 ngày. Do đó cái sự thiệt hại của bà con cũng tương đối là thấp sau cái cơn mưa đột biến của đêm vừa rồi. Trong thời gian này thì xã cũng đang cho rà soát lại những cái hộ hiện nay mà bị ngập úng để đề xuất với thành phố có cái kinh phí để hỗ trợ. Cái thứ hai nữa là hiện nay xã cũng đã tuyên truyền cho bà con cũng như là chỉ đạo các ấp là vận động bà con những hộ nào mà rau màu đã đến kỳ thu hoạch thì cho thu hoạch luôn để nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cái việc mà ngập úng của bà con. Và những cái hộ mà hiện nay mà đang thu hoạch thì xã cũng cắt cử lực lượng của quân sự để cùng với bà con, nếu như thu hoạch không kịp thì lực lượng quân sự của xã cũng tiếp với bà con để thu hoạch, để dứt điểm, để hạn chế thiệt hại. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 10, triều cường có thể vượt mức báo động 3, mực nước cao nhất có thể lên đến 2m45. Để ứng phó với đợt triều cường được dự báo là cao nhất trong năm, hiện tại thành phố Bạc Liêu đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Ngoài việc vận hành các cống cầu sáng, cống rạch cần thăng, 5 trạm bơm cưỡng bức và các trạm bơm điện xuyên đêm, thì thành phố còn chỉ đạo các phường xã tuyên truyền để người dân nắm được diễn biến triều cường để chủ động ứng phó. Đồng thời chỉ đạo các phường xã nhanh chóng thống kê số rau màu bị thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ cho người dân, tranh thủ thu hoạch số rau màu đã đến lứa, đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi để chủ động sẵn sàng ứng phó, hạn chế ảnh hưởng xấu của triều cường đến đời sống nhân dân.